Trời ơi, nhà nãy giờ hỏi có hỏi trời mới tìm nhà ông nè. Đang cơm ăn gì vậy? Ăn với nước tương. Trời ơi, cơm luôn ha. Rồi nãy giờ bắt ốc rồi gì giờ mới ăn đó hả? Mới ăn. Ăn thì hôm bữa lon gạo ăn không hết nữa. Vậy hả? Đây là đến nhà ông, cách nhà xa tay quá trời ha. Đây đồng nghề của ông này cả nhà. Thì ở đây là điện, có điện không? Không. Ủa hồi xưa cài đèn này nè. Ồ, ta cắt cái gì cũng có tivi. Bích điện rồi tôi cắt vô tivi của bả xong rồi dưới con không đó. À, là bả đi rồi là điện đi cắt luôn hả? Tôi cắt cúp từ giao tổng luôn. Chơi không xài điện luôn hả? Không xài luôn, của bả để bả. Ổng nói chung là ổng như ở rễ không có kiểu lỡ kế đây nè. Sao không xài điện đi cho nó sáng sủa dễ dễ ấy? Thôi khỏi xài, vậy cái tiện cái đốt đèn này nè. Rồi tối rồi làm gì? Tối rồi xài bằng gì? Trời đèn đó đó hả? Rồi là ăn rồi xong vô mùng ngủ. Chứ không đi đâu nữa đó. Vậy là cứ ăn cho xong đi. Ôi, sao cái tay ông giờ nó sưng hơn hồi chiều vậy? Sưng hơn hồi chiều nữa. Gung. Tay ăn gung luôn á. Cái này là ông bị lâu chưa? Nè. Cái tay ông á bị lâu chưa? Bị cái này hả? Dạ. Cũng gần là tuần lễ. Tuần lễ rồi hả? Ôi, có đau nhức gì không mà sao ông không đi? Không. Rồi nó làm mấy cái đó rồi đó. Tay này gung dữ rồi. Bữa nay gung dữ rồi. Gung bằng mặt luôn. Rồi ốc đồ rồi bán hết đi ông ha. Còn. Còn hả? Còn rộng nè. Còn gọng lại để sáng mai bán hay gì? Ừ, ăn cơm gì không nấu cơm gì ăn sáng mua. Coi, ăn không mua đồ ăn ăn. Cái mua bắp cải về ăn dưới nước tương vậy cái rồi xong. Ăn gì sao có sức trời. Trời ơi. Tay gung luôn vậy. Nấu rồi cưỡi ngoài đó ha. Ừ. Đó tước 3 lá dừa đó. Rồi nước ở đâu? Nước là lên xin nước của nhỏ cháu. Xin nước chứ không có xài nước chứ xong ha. Thôi vậy là phải đi xách nước về. Nhưng mà tắm rửa là sao? Tắm rửa nhảy xong tắm. Tắm xong chứ xong ha, xong dưới đây ha. Tối cỡ nào cũng xuống đó tắm. Tắm vậy xong ăn, quen. Ăn vậy rồi sao có sức mình làm trời. Gung tay hết trơn. Tay gung là do sao mà gung dữ vậy? Do là hồi đó bỏ rượu luôn tới bây giờ. Là xưa có uống rượu ha? Có. Là giờ là bao lâu rồi, bỏ bao lâu rồi? Bỏ mấy chục năm mà mà. Vậy hả? Hồi còn uống hồi còn trẻ hả? Ừ. Rồi đi làm nghỉ uống. Tới giờ luôn ha. Ừ. Là nghỉ mấy chục năm rồi. Nghỉ cũng đâu cả từ 30 năm không mất. 30 năm hồi thầy 30 tuổi hả? Ừ. Mà sao mà gung giờ đâu còn ghiền nữa đâu mà gung. Mình phải gung không biết sao vậy. À. Gung đi bất làm mà nghỉ uống nghỉ chơi bài này kia nghỉ à. Luôn. Ủa rồi còn trẻ luôn ha. Ừ. Lúc có vợ còn ở không? Ừ? Lúc có vợ còn ở phải không? Lúc có vợ đi chưa hay là vợ còn ở? Đi rồi. Đi rồi luôn trước có luôn hả? Ừ. Vậy có vợ có hai đứa con đi nên trển làm. Là ý là lúc cái thời điểm là nhậu là vợ bỏ đi trước khi mình không, bỏ nhậu lúc còn mới cưới vợ còn nhậu. Ừ. Mà lúc cái bỏ là bỏ chưa? Bỏ. Bỏ trước khi bỏ bà bỏ không đi phải không? Ừ. Tôi đi làm bỏ luôn á. Ừ, là đi làm Sài Gòn ha. Làm ở Bình Phước cái cảnh. Là có chung với bả không? Lúc đó có đi chung bả không? Không, tôi đi làm mình ở nè. Riêng ha. Ừ. Ở cảnh hai mấy năm cảnh. Ừ. Bả mẹ con ở đây ăn muối. Là lúc đó là ông có gửi tiền gì cho bả nuôi bả không? Có lần nào gửi. Lúc đó đi ở đó là không có tiền hả? Mặn tiền ít. Ừ. Không có. Tôi từng vậy là bả chán có bỏ không cái gì? Về đây đi bán cho bả nữa mà. À. Đi vậy, muối hột nè. Sau đó về đây đi cũng buôn bán chung. Lúc đó là ông về vợ đâu còn. À. Ông về vợ bà vợ còn hết. Ừ. Rồi là về đi bán lúc thời gian rồi cái thôi lên bà nghỉ luôn. Ừ. Cái đèn. Ăn uống. Ăn gì rồi xong rồi đó hả trời. Rồi. Coi ông có dấu mồi ngon gì nữa không? Dấu ông cần giảm mấy cái nồi lên coi.
hay là làm bộ lại diễn mấy cái nồi lủng lủng hả? Lủng được bỏ để bán cho chai được. Trời coi đâu coi vô cái nhà có không coi. Muối là chủ đạo ha, vô thấy muối trước rồi đó. Đây hồi xưa là có điện ha, hồi xưa có đó, giờ là gỡ hết trơn luôn hả? Gỡ hết, cúp còn giao tổng ở ngoài không có cho vô đây mà cúp còn giao hết hả? Nhà sao sụp luôn rồi đó. Đâu vẫn là căng đó, đi thẳng á. Sập hết trơn rồi đó. Vì là sao là nói chung là được phía trước rồi nha. Sập hết trơn thiệt rồi. Đây nhà của ổng nè cả nhà. Ốc đâu có nó láo đâu à. Từ ốc ha. Từ ốc. Rồi đây là cái gì sao này. Ở đây là phòng toilet hả? Cái phòng đó hồi đó có con gái là phòng cắt cái phòng đó cho nó. À giờ đi. Đi bỏ luôn tới giờ. Rồi rồi. Thì đi. Ông nấu ông góp gạch ở phía trước vậy chứ đây đâu có xài được hả? Đâu có ống khói đâu. À, bể hết trơn rồi. Có xài ống khói rồi, hư ống khói bỏ. Nhưng cái lỗ rồi sao tôi tình. Cái gì sụp á? Cái lỗ đó, lỗ sụp rồi đó. Lỗ gì hả? Nó sụp đây nữa nè. Cái đây nữa nè. Cho câu nè. Đây nè. Tôi mới lót bàn đây nè, nó sụp. Đây nè. Ở đây sụp nói chung bằng dưới này ra. À, ông lót vậy đừng đi cái nha. Ở đây là xong á. Ở đây tại vì mới xong cả nhà. Ở nói chung là không xài mặt trước hay xài mặt sau là không có ấy ha. Không có ghế phải mặt sau. Ở đây nữa nè. Đây nữa nè. Luôn. Sạc lỡ kia. Sạc lỡ chạy đó sạc chú. Ở đây dạng sạc lỡ đóng cửa. Cái này lại nè, không có cho đồ trong nhà mà có trôi đi chăng cũng không trôi. Che lại. Vậy là mấy mối ví dụ nước ngập không? Nước ngập. Đó đó nó ngập cái chán lên đi xíu xét. Ủa nước gông rồi lên tới đây luôn hả? Tới đây nè. Dạ, nó lên từ lên đường này ha. Ờ lên đường này luôn. Vậy là như mặt sau này ông cũng đâu có xài gì đâu. Đâu có xài rồi gì cái nữa. Cái phòng này của bảo rồi hả? Của bả. Coi đi có phá lại rồi. Đây. Đồ đi bao lâu bảo bỏ trống. Đi bao lâu chưa ba cả năm có về lần nào không? Có về về bả về ở trên nhà em bả. Gạo cũng cho nhiều quá trời nè. Gạo đó người ta cho đó. Gạo thì không thiếu ha. Ừ. Thì tối ngủ đâu? Đó mùng đó vậy là để mùng vậy sẵn vô ngủ à. Có xài điện thoại gì không? Không. Nhà ông dưới sông rồi cả nhà. Đây là bên hông nè. Bên hông ha. Ồ, bên hông mình đóng cái này hả? À, nó sụp ra đó. Con sụp luôn. Đây là cái chỗ nấu cơm. Bây giờ phải chịu chứ sao giờ. Vậy là ông nấu cái này nè cả nhà ơi. Nấu cái này nè. Nó chụm bếp lửa chụm vậy nấu. Chỗ vừa vậy ha. Là do ông xài ông có tiền đóng tiền điện sao mà hay đó đó không có tiền đóng tiền điện thành thử cúp luôn. Xài mất công ha, tông người tốn tốn tiền ha. Tốn tiền. Người tao ốc tao rộng hồi nãy đâu? Cái nhà ốc nè. Cái nhà. Ốc rộng nè. Ổng rồi ở đây mà nói gì ông tư ốc lại cũng biết hết trơn cái nhà. Ông ngồi xuống nói chuyện xíu ơi. Hồi nãy mình quay cái clip kia là không phải mình diễn ra thiệt đó cả nhà. Ổng là cái nghề ổng chuyên bắt ốc ở đây mà nói cái xứ ở đây mà ai nói ông tư ốc mà không biết đâu. Ổng đi thậm chí nhiều cái nơi khác xã khác gần gần á. Tâm ngại. À, ngại nhất ngại nhì chuyên là đi bắt ốc luôn á, không có gì khác nè, đầu nghề của ổng nè, nó mình đâu có láo làm cái gì, đập mai tay bưng lớn rồi gạch sậy tân vinh có đi hết trơn à, đi là lên tới điểm à, sáng ăn uống rồi mới đi mò mò ra mò điểm chừng 1 tiếng 2 tiếng mò vậy là rồi lên về rồi về cái muốn hết ngày rồi phải đi chứ sao giờ đi kiếm sống qua ngày mà. Ông đi là phải nói là xuyên suốt quá. Hồi nãy thì mình cũng có nói trong cái clip mà mình có nói là mình đi 2-3 người mà có nhiều người nói bình luận nó mấy sao mình có anh tôi thấy mấy người kia không thấy thì mấy người kia đi chung tôi đằng kia mà thì tất nhiên phải thấy chứ. Còn câu chuyện mà ông đi như vậy mình hôm nay mình tìm hiểu hoàn cảnh thôi chứ cũng đâu có kêu gọi các bạn cùng cho ông đâu. Mình quay mình muốn cho cả nhà biết là vì sao ông phải đi bắt ốc như vậy, những việc bắt ốc như vậy thì ở đây ai cũng biết á, thì tất nhiên mà những cái giường có những cái giường mà người ta cho và những cái giường người ta cấm mình chứ đúng không ta? Đúng rồi, chứ đâu phải ai cũng cho, đâu ai cho, người ta nói là cái đó để cho con cháu người ta ăn học đó rồi thôi, rồi từ đó tới sau không có chủ cũng không có lại đó mà mắt ông đi bắt ốc nè, giết mồ hôi ông vuốt cái mắt cái mi dưới nó sệ đó cả nhà, nhìn ổng như là mắt lệ vậy đó. Thì nói vậy chịu chứ sao bây giờ không tiền bạc thì lấy gì chị
đã nói là nói chung ra thí dụ cảm rồi vô mua thuốc 5-10 ngàn vậy uống vậy xong đó. Chứ không có làm gì nữa đâu. Có nghe nói ông một phần là nói chung là vợ con mình không nói đi. Xã hội người ta có nhìn ông, người ta cũng gọi là kiểu như là người ta không tôn trọng phải không ta? Ở đây xóm này là không ai tôn trọng nữa. Nói chung là có nói thẳng biết trước kìa. Nói thẳng tên thì mình đừng nói, nhưng mà nói đúng rồi. Nói chung là kiểu như xã hội đi. Đó. Con nghe nói là ông cũng thường hay bị người ta chửi lắm phải không? Chuyện. Chửi về vấn đề gì? Ông làm cái gì mà người ta chửi à? Chửi là chửi vấn đề nó này nọ vậy chứ mình đâu có làm này nọ hao à, phá tán người ông ta. Ông có gì phá hết người ta không? Không. Từ hồi đó về đây giờ chưa có phá của ai cái gì. Sự thật. Đó là cái lòng, cái tâm của mình thôi. Còn mọi người đang nghĩ, người ta ghét mình thì cái chuyện đó không quan tâm tới. Không có hề hởn tới mấy chuyện đó. Ủa nhà ông con không thấy đường mà thấy muối với muối không làm sao? Ông bộ trang nước muối ăn cơm hay sao mà thấy muối không vậy? Thì để làm nước muối nêm bột ngọt. Để một chút đường, đường vô. Có đường không? Thấy có đường, keo đường trên. Một đống vậy? Ừ, keo đống đường. Muối luôn ha. À, ăn với muối. Thì ông trang cái mình nhìn thấy là ba cũng hũ muối thôi chứ không thấy đường như kia. Dạ. Cái hũ đường tròn ở trên. Nhà đại lý muối. Tại hồi ngày xưa là ông có đi bán muối với cô ha. Ừ. Cho nên là chắc còn dư lại hả? Là cái lúc mà cô đâu muối hả? Dạ. Muối này là mua ăn. À mua ha. Trời chứ đâu biết bao lâu. Dữ ha. Mua có 5.000 bạc muối nhiêu đó. Điện mà để gì tới hù tới hù sao mà ấy trời. Không quạt ra gì vậy à, xài đèn đội đó. Đèn đội vậy thôi bật thôi ha. À, bật đi tới đâu bật tới đó nha. À, ăn rồi vậy là rồi xong uống nước nằm giỏng lắc lắc hồi vô ngủ. Có thu băng đồ nghe được không? Không. Gì hả? Trời ơi. Bây giờ không có xài gì nữa, không có dứt khoát của nó là tôi không có xài điện cái gì chỉ nữa. Bây giờ ở nhà cái nhà đó nha. À, ở nhà là có ở là được rồi. Bây giờ cái ông Tư mà ốc này là sống như kiểu thời xưa luôn á, là không điện, không quạt, không tivi, không thu băng luôn. Rồi không là, có gì hết. Bây giờ nói chung ở xã hội làm gì làm ổng là không cần biết luôn á. Không quan tâm tới. Rồi sáng cứ khuya là vô tư mấy chuyện đó. À, thức khuya là sáng là bắt đầu thức khuya là đi bắt ốc này ha. Việc mình làm thì cứ làm. Tới ăn thì mình ăn, uống thì uống. Không để ý tới hay ha. Không. Ai nói gì thì qua tay đi. Không hề hẳn để đó rồi đi nói đằng kia không có. Thường cái là ở ngoài xã hội mình khó khăn, mình khổ thì có nhiều người đàm tiếu như vậy thì ông Tư nghĩ sao? Không quan tâm tới, không phải việc mình không quan tâm. Không quan tâm luôn hả? Không quan tâm tới. Ừ. Còn cái việc gì người ta cần với mình, ta giáp mặt với mình, ta đối với mình có trách nhiệm phần đó với người ta. Còn cái chuyện người ta nói qua loa đó thôi, không quan tâm. Bây giờ hỏi thiệt ông là ông còn nhậu hay gì không? Không, bỏ mấy chục năm nay tới bây giờ mình nhậu đâu. Thuốc là vẫn còn ha? Thuốc vẫn còn hút, hút. Nước uống, cà phê vậy là xong rồi đó, nước thuốc vậy là xong. Rồi ông đi làm vậy có khi nào ngày ông nghỉ ngơi được không? Không nghỉ ở nhà ngồi không, chịu không nổi. Chịu không nổi phải buộc đi bắt. Phải lội đi. Ngoài cái việc bắt ốc ông còn làm cái gì để mà ông không. Làm kiếm ra tiền không? Không có làm nổi gì hết. Tuổi thầy... mình đây đâu có vô với ai được nữa. Làm là giờ là nặng là hết thua ha. À thua. Bị giò mình yếu rồi. Giò bị chặt khớp nè. Ngoài cái việc mà ông nói ông ở nhà ông buồn hay là có một cái ý khác là có nghĩa là ông nghĩ không có tiền, ông sợ không có tiền cho nên ông đi hoài. Phải đi. Một phần là buồn, thứ hai nó một phần buồn, là đúng tiền. Rồi. Tiền nữa ha. Bây giờ mình nói mình cái gì cái có đồng tiền ít nhiều vài chục ngàn trong túi rồi có để xây sở xài uống nước, cù a khi thuốc men. Còn nếu đi ra thì phải có tiền ăn đó, có cái lắm lúc nhịn ăn luôn. Nhịn ăn luôn. Nhịn ăn rồi uống nước rồi đi mò về mới ăn. Lý do cho nhịn ăn à, bữa đó thôi. Bữa đó là không đủ tiền. Không có tiền rồi nhịn ăn hả? Ờ. Kiểu như bữa trước bắt đó là cái tiền ăn bữa sáng là không đủ. Ừ.
là uống nước xong bắt rồi vô bán rồi chưa lại mới ăn phần đó. Gốc của ông là ở đâu, người ở đâu? Quê Sóc Trăng. Quê Sóc Trăng bên đây ha. Sóc Trăng Xuyên Hòa kế sách. Giờ không còn gia đình người thân gì còn? Gia đình đó là ông già bà già mất, người chị cũng mất luôn, còn anh rể giao 5 công đất cho anh rể làm bển cúng quẩy ông già bà già với người chị đó. vẫn còn ha. Còn nhưng mà đối đó. Nhưng mà đối bên đây là người thân còn nhưng mà đi hết rồi. Đi bỏ chú hết rồi. Cũng như còn mình anh rể à. À, anh rể gần đây ha. Bển á. Bên Xuân Hòa. Vì có khi nào mà chú muốn hỏi thăm con chú rồi được không? Ví dụ muốn nhớ quá rồi, có khi nào mà muốn gọi lên nói chuyện con tâm sự được không? Điện thoại mất rồi, tới giờ không có gọi luôn, mà ở trển cũng không có gọi về. Tại vì giờ đây mà ở trển có điện thoại cũng không gọi về, em gọi tới tụi. À, thí dụ muốn gọi cái bên có ha. Có em cái bên ha. Mà không gọi được. Không gọi luôn ha. Mình đâu ấy rồi. Rồi cháu là năm nay lớn chưa? Cháu lớn tuổi chưa? Cháu cũng 7-8 tuổi rồi. À, còn nhỏ. Cháu ngoại mà. Hai đứa con gái không hả? Hai đứa con gái, 4 đứa cháu ngoại. Nó đang học ở trên. Nhưng mà còn nhỏ không ha. Ý là còn nhỏ thì mình không trách đi. Rồi vợ có điện gì hỏi thăm không? À, mới gần không, nhất. Không. Gần nhất thì về có vợ chồng có nói chuyện rồi không? Dạ, phải nói chuyện là nói mà là chưa, trước nhất là bả lại bả nghe người ta là bắt đầu làm là tiếng bả tôi là bả hốt rồi, tới đâu tôi hỏi tôi nói. Vậy là chưa kịp nói ha, chỉ cần nói là đòi lời đồn thôi là à đi. Vậy là cứ là xốp liền. Chứ không phải tôi về tôi kiếm chuyện vợ con này thôi. Nhưng mà ông bây giờ ông có khi nào ông xin tiền vợ không mà tự nhiên vợ gì đó? Không, hỏi xin một cách từ hồi đi giờ. Thì hầu như là đi bắt ốc để kiếm tiền thôi. À là tự thiệt sống. Không á, thiệt không nghe, quay là có vợ coi á. Có. Chính xác nha, nói phải chính xác à. Không à. Từ hồi đi bây giờ là không có cho tôi à. Là tự đi bắt ốc hết. À. Là tới mùng 1 Tết là tôi nghỉ được có ngày. Nói chung là vợ chú với con chú là Tết có về, năm nào cũng về hay sao? Năm nay nó không có về. Ai có vợ về. Vợ về với con. Con không về ha. Con không có về. Về có ở đây không hay là ở chỗ khác? Về nó về bên chồng nữa. Ủa có vợ có chồng rồi hả? Đã 4 đứa cháu ngoại đó. Ý là bây giờ là vợ chú có chồng luôn hả? Không, con nhỏ ý là con vợ chú á, đợt này về không vợ. Bà về mới về bữa hổm nè. Bà nghe anh ta nói vậy bà đòi chặt đầu tôi. Tôi la nghe từ đâu mà để chặt đầu tôi. Chính mắt thấy tai phải nghe. Hả? Bây giờ nè, qua những lời mà đồn đoán thì để vợ chú hiểu lầm á. Qua đây thì bây giờ có lẽ là chú có một cái điều gì tâm sự muốn gửi đến vợ chú, và cũng như đây là một lần chú có thể trải lòng để nếu mà vợ chú có coi á, vợ chú hiểu hơn. Cái nếu đó, những lời bây giờ người ta đàm tiếu nè, người ta đàm tiếu. Đàm tiếu tí vụ bây giờ tôi thì chồng nè, thật sự bây giờ tôi nói thật nó cũng không dễ nghe đâu. Nhưng mà bây giờ mình có quyền mình nói, có thể ví dụ bây giờ. Ví dụ bây giờ người ta hiểu lầm mình thì bây giờ ngay lúc này là hiểu lầm về vấn đề gì thì chú có thể giải thích nghe hay không, là đó là cũng một lần trả lời. Mình giải thích đâu nè, để nghe. Là nói chú là đi chơi bời. À. Là chơi có mấy cái. Mình mở lại không có nghe. Là nói về vấn đề là chơi mấy cái kiểu như xè rồi hay xè tay đó phải không? À. Là có không? À. Tôi rồi. Nói thiệt, tôi bỏ mấy chục năm tôi đi làm tới bây giờ luôn, không cứ gớ mà nhậu cũng không nhậu luôn. Là cái vụ đó là đồn đó là chú đi chơi cái môn đó ha. Chơi môn này môn nọ đó. Là không có. Chơi đá gà này kia. Rồi nói chú mà là. Mình mò có mấy chục ngàn mà đá gà gì. Rồi nói chú là có dẫn bà này bà kia về có không? Nghĩ sao tôi ở bên vợ tôi mà tôi dẫn về chắc cái nhà không còn cái nóc nữa. Tại vì vô cái đường này thì trước kia là gặp là chị vợ phải không? Cái người đó là chị hay em? Đâu? Cái người đi đường này nè. Đường vô á, đường vô nhà chú á. Có phải bà con với chú không? Nhà đằng đó hả? Ừ. Nhà đằng đó là bà con chú bác bên vợ. Rồi đi đường nào? Rồi bên đây là em vợ bên phía sau. Bên sau đây này. Người chị vợ là nhà mấy trên, còn nhỏ cháu này. Đây là bà về tứ phía. Đó. Vậy là tứ phía. Nhà đó là cháu. Dạ, vậy là tứ phía rồi ông dẫn đường nào? Hả? Ý là tứ phía như vậy rồi ông vẫn thì bởi vậy
Ở đây là chị chú bác bên chợ. Sau lưng là cũng không có, không đi đường nào mà gọi là chót lọt được. Có lội sông, mẹ nói chưa. Nhưng mà ông có nói thật nha, mình không phải mình nói không, mình khi dễ chú. Nhưng mà mình muốn dẫn ai đó mình phải có tiền. Đó. Vì quan trọng là chú phải có tiền. Còn ông ngày ăn bắt ốc còn có ngày không đủ ăn là mình dẫn vô tiền đâu trả. Chú nhẹ đó, trong mình chú là 500-300 hoặc khi 1 triệu bạc trong mình. Rồi phải chú vậy mới được. Dẫn người này kia. Bây giờ ngày còn có khi có hay không, có khi bữa không có ăn, uống 5 ly cà phê là hết rồi. Ly cà phê rẻ giờ 7.000 ly đi, sáng tới chiều về tôi 6 ly, 35.000 ngày rồi, 6 5 30 66 36 rồi, 36.000 rồi, 36.000 nữa là như vậy là lý do sao con hỏi chú nè, 40.000 bao nhiêu, sao con hỏi chú bộ buồn dữ lắm hay sao mà mình phải uống cà phê chứ, mình uống nhiều dữ rồi, uống hồi đó đi ghe uống cà phê đen không được, ghiền à, cà phê đen không được người dân cứ giữ là ghiền à. Hồi đó đi ghe mà rồi sao rồi lên bờ rồi quán người ta làm sao mình uống theo vậy, cứ vẫn kêu cà phê, người ta kêu bỏ ít đường thôi ha, hoặc dằn miếng đường hả, dân không đường rồi dân biết uống dân điền á. Hồi đó tôi uống cà phê hộp không, rồi giờ nè ở chú ở gì một mình này, rồi có khi nào mình tuổi thân mình không có ai bầu bạn bên cạnh không chú, buồn không, buồn cũng cái tâm mình phải chịu đó chứ sao giờ. Nói chung ra là cái gì cũng vậy, ai cũng vậy, là một mình cũng phải buồn thôi. Mà điều có cái mình để than thở với ai, từ chỗ đó chịu ha, tâm chịu thôi chứ hay sao. Cái đó là cái tâm mình phải chịu đó. Ở tuổi này cái ôm ông ngoại, ông nội, ông ngoại rồi mà không được tiếp xúc với cháu luôn hả, cháu không về luôn ha, không có về lấy gì ở tiếp xúc. Thấy người ta vậy tuổi không? Thấy bao nhiêu người cũng giống mình mà. Ơi, thấy mấy đứa cháu nó gặp mình nói chuyện với mình như con mày nó lại gặp tao nói chuyện nghe không hết á. Rồi bây giờ là tao còn nhớ nữa chứ tuổi sao không nhớ. Tuổi không? Tuổi chứ sao không tuổi, biết nói sao giờ. Phải chịu thôi. Có khi nào mà mắng là ước ôm được cháu một lần không? Thì mình đã mới ước thì cũng như không. Bao lâu rồi không được gặp cháu? Đã mấy chục năm, là từ hồi đi luôn tới bây giờ. Chứ là học cháu là không chưa được gặp đúng không hả? Hồi còn nhỏ lẩm đẩm ở nhà nó đi tới lui đây thì còn gặp rồi nói chuyện con cháu rồi nó lại thỏa thẻ mình. Rồi bắt đầu là 2-3 năm sau nó đi luôn. Đi tới giờ luôn ha. Người ta nói như sao mà hỏi chú mới có 60 tuổi mà gương mặt ông nó phải nói là cái tuổi nó khác sao hoàn toàn luôn. Như 80 luôn á. Tuổi tôi giờ đúng sinh năm 1962. 62. Năm nay 24. Bao nhiêu năm? 62, 62 này. 68 rồi ta. 69 hả? 66. 66 rồi. Cái gì? 66 tuổi. 1962. Tuổi dần đó. Tuổi dần ha. Dần năm nay Là 63 nè. 63 ha. 63 75 nè. 63 là nhìn chú phải khác á. Chứ không phải mà do các ông không được ngủ không yên phải không? Ngủ ngon tối ngủ không sao? Ngủ á đầu hôm vô không ngủ được. Do dậy nắng dầm mưa. Dậy nắng dầm mưa nè, với lại là ngủ rồi tới chừng ngã ngủ được á thì chừng vài tiếng hồi nghỉ. Vài tiếng 4 giờ thức rồi. 4 giờ thức dậy rồi. Như cái giấc kìa. Với dậy nắng dầm mưa cả nhà. Cái tay với cái chân của chú ổng tiếp xúc với nước nhiều quá, cái tay đầu ngón tay nở hết trơn, nở đầu ngón tay hết trơn, phải chịu đi chứ sao giờ. Có bao giờ mà ổng muốn nghỉ cái nghề này không, ví dụ lỡ có tiền nghỉ không, hay là do có vô. Tiền chắc cũng đi lai gai chứ ơi, chứ cái nghề này mình không bỏ nha. Thiệt. Nhưng mà giờ ý là có tiền thu nhập ổng nghỉ chứ làm gì nữa, làm tay chân. Còn nếu nghỉ là cái điều thứ nhất này, nếu mà tôi nghĩ được có đồng tiền tôi muốn tập bán số cho là biết với người ta. Bây giờ hồi đó giờ là không có gành cái vụ này. Bây giờ ông một ngày ông kiếm 100.000 để ngày ông bán 100 tờ giấy số, ông đi vòng vòng hoặc ông ngồi ông cũng người ta cũng giúp ông đó. Thì đúng rồi, mà mình muốn tập vậy mà không biết có bán được hay không, ý là mình hồi đó giờ không gánh bán nè. Muốn tập thì giờ tập bán 50 tờ thôi. Ý vậy. Ngày kiếm 50.000 trước đi. Thì ý vậy đó. Chứ giờ tôi đi dài là chỗ tôi bắt ốc đi chỗ này chỗ kia quán này quán nọ là biết tôi hết trơn rồi. Ông đi bán đi từ từ ít thôi.
chứ mình bán gần gần đi mất có mối nghỉ làm nghề ốc. Ốc mình cũng người ta gọi thường hay nói cái câu ốc tặc á, mình đi thiệt đúng không? Đúng rồi. Người cho thì không sao, người mà người ta nuôi cái mình vô mình bắt thì cái đó là ốc tặc. Mình ngoan cố rồi đó, ốc tặc á. Ừ. Mình cũng cái tiếng nữa đúng chứ rồi. Cái do mình người ta cũng đâu có hiểu được cái đâu đợi mình tới người lớn nói mình chứ ông mà bây giờ có sức ai mà đi làm vậy. Ừ. Ốc mà thật sự ngày mà đi 40-50 cây vậy để ông đi bán giấy số thì cũng bán được, 50 tờ thì ông bán vẫn được. Ừ. Bây giờ con quay lên á, có người có chị Trúc Phương á, bà gửi cho chú tiền thì chú bây giờ hứa là phải nghỉ một tuần nha, cho, nói vậy thì cho ông tiền ăn tiền để ông cái tay ông kìa. À, nếu mà cái tay ngày mai đi rồi vô chạm làm đi coi người ta gần, người ta ấy cái tay mình lại, cái tay xin cụ dù luôn rồi cái nè, cái tay xin giờ nó ra cái trắng ra mà mấy bữa nay là đâu ổng đâu cái gì rửa đâu, ổng phải đi sát trùng lại mới được. Bao lâu rồi cái đó, bao nhiêu ngày rồi? Có tình thể trời đất ơi. Rồi con hỏi gì sao mà chú, thứ nhất là chú không tiền hay như thế nào mà chú không chịu đi chỗ không tiền không có đi vô đó. Rồi thứ hai nữa là sao, vô làm sao thứ hai nữa? Thôi vậy thấy nó ra mũ được mình nặng nó nhẹ tay rồi. Ừ. Nó không còn đau đớn. Ừ. Ý là ban đêm ngủ cũng được chứ. Ừ. Không phải là đau gì, nhưng mà nếu mà mổ thì sợ là đi không đi sợ được là không? Nếu mổ thì nghỉ nhà cũng nói tuần lễ là cả nửa tháng. Ừ. Là không kiếm tiền được phải không? Rồi chịu đựng đau vậy để gì hoài đó hả? Đó đó. Chú che là chú che tiền. Chú che cái lỗ rồi chú quay lên dở lại kìa, che lỗ lại, che lỗ đó, anh thấy không? Đó, trời ơi. Rồi được rồi, quay đi. Cái là in giấy vô hay vậy? Sưng tù dù cái tay rồi. Sưng hơn hồi sáng. Hồi sáng. Đúng rồi, hồi sáng nó xẹp rồi á. Ờ, sao nó đỡ hơn. Nó lại sưng nữa rồi. Rồi nha. Rồi thì hôm nay mình nói chung cũng đến nhà chú. Thì nói chung á mình làm những clip mình muốn giúp cho chú thôi. Nói về ở đây á, An Phú Tân hay là Tam Ngãi hay là bà Bi á, mà hỏi chú Tư Ốc ngày cũng biết, tại ổng như bắt ốc khắp xứ. Còn có nhiều bình luận nói là mình diễn thì các bạn cứ cho mình diễn đi. Nếu mình diễn, mình dựng hay gì đó mà giúp được một người cũng tốt. Mình cũng nói gọi là mình không có kêu gọi ai chứ, mình không có kêu gọi nha. Đó. Thì cái duyên thôi, mình làm có duyên thì người ta giúp cho chú thôi. Mình giúp người nghèo mình đâu có gì đâu các bạn, đúng không? Mình thấy ai mình giúp được mình giúp, còn mình không kêu gọi xin ai chứ. Nên là con quay cái clip á, chị Trúc Phương thấy hoàn cảnh chú vậy, kêu chú đi vô trạm sát trùng đi. Bây giờ nó xì ra nữa rồi cả nhà, nó ra chú thấy không? Nên rửa ngày mai phải đi nha, hứa là nghỉ cần đi dưỡng đi rồi vô cho người ta làm cho nó khô đi, rồi không biết muốn đi đâu không đi. Đi bắt ốc gì đâu, nó làm lại đi rồi. Bây đi giờ làm vậy là không được, nó xì ra thấy chưa? Tại vì á bây giờ chú chạy không con đi rồi, có đi, ủa không biết chạy xe đạp được không? Trời ơi không biết luôn hả? Đi bộ gì không hả? Chạy bộ suốt trời rồi. Không biết xe đạp luôn không? Phải biết xe đạp thì chạy mua xe đạp cũng được. Không trời biết luôn ơi, vợ để xe đạp ở nhà tôi lên thôi, bán đi đừng để tôi. Bây giờ con gửi chị Trúc Phương ở Đài Loan gửi cho chú là 2 triệu để cho chú là bây giờ ngưng đi bắt ốc đi, rồi đi ấy cái tay lại cho nó khô rồi muốn làm gì đó làm cất kỹ nha. Cất được không? Cảm ơn đồng mạng. Cảm ơn chị Trúc Phương đi. Chị cảm Phương ơn chị Trúc Phương ở Đài Loan. Ở bên Đài Loan đó, chị nghe được em vậy thì chị giúp cho em được, rất mang ơn chị nhiều. Chị Trúc Phương mới 41 tuổi, cháu đúng không? Cháu 41 tuổi à. Ở thì cứ vậy đi ha. Ừ. Rồi nên đi ngày mai có gì lên nhà con đi, con chở về vô cắm cũng được. Vô chạm đi, gung tay chứ. Bận chứ không? Chú không, không ấy là nó bị hòa. Cái này nếu mà ấy cái là rồi đó nha. Nhưng mà bắt ốc bao nhiêu ngày? Ừ. Bắt ốc khoảng nhiêu ngày được như đây? 2 triệu này hả? Tính bao lâu? Là bao lâu? Dạ cũng nửa tháng. Bởi vì ốc nó không ra ốc. Mấy tới nửa tháng đó. Nửa tháng nha. Còn nếu nó mới đổ ra cái phần này. Mà nếu mà bắt mỗi ngày á, thí dụ 2 ký 1 ký thì nghĩa là mình đổ vô miệng ăn thì nó rút rồi. Đâu có ra được. Đâu có ra phần tiền nữa. Vậy là chắc gì được điều nữa mà không ra phần tiền. Đâu có được. Đâu có điều.
Vậy là 2 triệu này chắc cũng cả tháng không chú? Thì bảo đồng tháng chứ sao, đâu phải ngày nào cũng có, ngày nào cũng có 100 nữa gì. Bữa về bữa khác. Có khi chúng cái điểm người ta cho đó bắt lại cũng 3 ký. Giờ tính ra đi, bây giờ nếu tháng mà ông chọn được 2 triệu này là ông phải bỏ tiền tiền cà phê nè, cà phê ngày 35 rồi. Ngàn. 35 ngàn như vậy là tháng 1 triệu 50 ngàn, đúng không? Nếu đi tháng chưa chắc dư được này. Không dư. Không dư đâu. Rồi tiền ăn là chưa tính. Ăn rồi là hút thuốc đi nữa. Thì đó vậy chúng ngày gửi có một gói thuốc Mico đó. Đó là hút kêu bằng hút chỉnh luôn đó nha, chứ cỡ nào cỡ cũng phải ngày gửi đó. Rồi vậy ha con. Rồi rất cảm ơn. Con quay chú gán dưỡng rồi đi ấy cái tay lại đi. Chứ mà có gì cái là rồi là xong luôn, mà khỏi mò được luôn á. Cái móng tay của ông này cả nhà. Quá trời. Tại lặn dưới nước. Nó ăn hết. Có khi là nếu mà một ngày chú tiếp xúc dưới nước là khoảng bao nhiêu tiếng nhớ không? 2 tiếng rưỡi là 3 tiếng là cao. Là xong rồi lên đó. Một ngày 2-3 tiếng dưới nước nha. Cái giò nhìn là biết rồi, ai cả nhà biết rồi. Cả nhà cứ nghĩ rồi tôi giận đi. Tôi giận nhưng mà giúp được người ta cũng được ha. Thì tôi không có gì cho tôi chứ. Tôi giận cũng được ha. Thì đó đến nhà của chú rồi cả nhà thấy rồi đó. Vô là điện thì như ngắt hết trơn, ngắt điện không có gì hết trơn á. Là chú bây giờ chỉ sống bằng cái đèn đội. Cái đèn này nè, cái đèn này cả nhà. Đó. Trời ơi sáng dữ ha. Rồi tối gì vậy đó. Sáng quá trời mà không thấy gì hết trơn. Nói nha, cháu con thắc mắc này nè. Tao nói hỏi sao mà ông mấy người này xạo quá. Tao bắt ốc, người bắt đêm sao ông bắt cái giấc sáng kỳ vậy? Con dựng ông giấc sáng à. Bình thường con bắt giấc nào? Tôi giấc sáng là sáng trưa gì không biết, là tôi đi mò là. Ông mò mà. Mò chứ đâu phải soi. Ban đêm. Bắt ban đêm mà ban soi. Đêm mới là soi. Soi đèn. Này xuống mương là mò luôn. Mò thẳng cái mương luôn mà. Tao mò ban ngày, còn ban đêm là mò lén hiểu không? Đó. Còn cái này với lại một phần á là ban đêm ông không có thấy đường. Không thấy đường luôn. Có thấy đường trên bây giờ mắt yếu hết thấy. Nên là ban ngày ông mò chứ không có vết. Còn cả nhà nói cũng đúng, ban đêm là con ốc nó nổi lên là sôi. Không nổi hứng sôi là rồi. Sôi là vết. Vết bằng cái gọng á. Cái vợt. Cái vợt nhỏ vậy nè. Đó người ta vớt. Ốc nó nổi hứng xương á. Rồi vậy ha chú giữ gìn sức khỏe ha. Rồi rất cảm ơn. Đi, cảm ơn chị Phương ơi. Vui ha. Rồi. Nhớ nha, chú phải làm cái tay nha. Rồi nếu nói về sáng à.